Thành phần là M cuối cùng mà tôi đề cập với các bạn đây đó là M bề mặt. Bề mặt tức là những đối tượng có sự bằng phẳng. Tôi chọn filter, chọn blur và chúng ta vào phần surface blur. Khi bạn cho kéo surface blur thì nó sẽ nhận diện những đối tượng nào là bề mặt, ví dụ như cánh hoa này, nó sẽ làm mềm và làm mờ đi. Ví dụ chúng ta có thể tăng phần radius, càng tăng phần radius thì bán kính làm mờ càng cao. Và bán kính này tính dựa vào số lượng bề mặt của chúng ta. Thì shot ngưỡng, các bạn tăng bán kính và tăng ngưỡng càng cao thì đối tượng của chúng ta càng mờ nhạt. Vì vậy khi mà tăng radius thì ngưỡng chúng ta nên giảm để kiếm lại độ sắc nét. Và chú ý rằng đối tượng này nó chỉ là mờ bề mặt, không là mờ cạnh hay là vị trí là mờ nào khác. Và đối tượng là mờ này khá dễ hiểu và các bạn quan sát là thấy ngay. Các bạn có thể zoom lớn hoặc zoom nhỏ lại, có thể chọn review hay không. Và nếu đồng ý là mờ, chúng ta ok và kết thúc.